Happy birthday you you, happy birthday you you. Rồi xin chúc mừng sinh nhật của bé nha. Rồi thổi nến nha. Rồi vỗ tay nào mọi người ơi. Chúc mừng sinh nhật nè. Chúc bé mau ăn chóng lớn nha. Không biết sai chính tả nha. Đây là những cái món ăn mà dành cho bà sinh nhật của bé. Đây đây là cá viên chiên nghe cực ngon nha mọi người. Cực ngon nha. Đó chả giò nhà tự cuốn nè cá viên chiên thì mua loại ngon nha mọi người đây là cá viên chiên ngon nè là thấy rõ ràng luôn nè nó chiên nó phồng lên á sau đó khi mình bắt mình mình mang ra thì nó sẽ xẹp lại nha là cá viên chiên ngon nha mọi người thấy nó vàng rụm không ạ à? đó đây là chuẩn bị một à, buổi à, một buổi sinh nhật của bé nha mọi người à, mẹ bé đang chuẩn bị à, chuẩn bị à, cho bé đó mọi người ơi mọi người mọi người thấy à, thương bé không à đó tiếp theo đó là đến à, À, cái này gọi là gì là quên mất tiêu rồi ta cái gì gọi là khoai tây đúng rồi khoai tây chiên nha mọi người khoai tây chiên đó. thì các bạn không cần phải rã đông nha mọi người không cần phải rã đông đâu lấy ra lấy từ ngăn 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 đá ra sau đó các bạn bỏ vào dầu các bạn chiên luôn chiên như vậy nó sẽ giòn hơn nha mọi người giòn hơn đó. chiên cho nó giòn nha mọi người đó. đây là mẹ của bé đang làm cho bé nha mọi người đó. hôm nay sinh nhật bé nên có rất nhiều À, món ngon nha mọi người Nào là à, Cá viên chiên nè Chả giò nè Rồi khoai, khoai tây chiên nè Rồi lẩu nè Rồi gà ủ muối nè Vân vân và vân vân Rất nhiều rất nhiều nha mọi người Mọi người từ từ Mọi người sẽ hưởng thức Hết những cái món ngon đó nha mọi người ơi Đó Chiên cho nó vàng nha mọi người Rồi tiếp theo đó là Chính là món lẩu à, Lẩu dê nha mọi người Lẩu dê đó Lẩu, lẩu chất lượng không ạ Đó lẩu dê này rất nhiều topping nha mọi người gồm có gì à, đủ thứ hết dê nè rồi à, củ sen nè táo đỏ nè vân vân và vân vân rất 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 nhiều nghe là kể không có hết luôn á mọi người mọi người ơi mọi người không cảm đi là ở rất là nhiều thấy không à đó rất là nhiều luôn đó tới món tiếp theo đó là món gà ủ muối nha mọi người gà cái da nó vàng nè rụm luôn á ăn vô dai lắm nha mọi người gà ta hay sao đó đó, ủ muối nè đó hồng hồng vậy mới ngon nha mọi người chứ không phải là nó chưa có trứng nha mọi người đó gà ủ muối món bá cháy luôn á mọi người món này là bái cháy luôn nè đó y chang heo ủ muối vậy đó nhưng mà cái à, nó ngon hơn nha mọi người nó không có mặn